KTM Duke 390 lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm ECMA năm 2012, và sau đó cũng chính tại sự kiện này vào năm 2016, nhà KTM đã cho ra mắt thế hệ thứ hai của Duke 390 với một diện mạo hoàn toàn mới và ngay lập tức tạo ra được một sức hút rất lớn trong phân khúc naked bike phân khối lớn nhập môn. Hiện tại Duke 390 đang được phân phối chính hãng ở nước ta với mức giá 155 triệu. Đây là mức giá tương đối cao so với những đối thủ còn lại như là Z400, MT03 hay là CB300R. Và trong vlog ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mẫu xe này cũng như trả lời cho câu hỏi liệu có nên mua KTM Duke 390. KTM Duke 390 thế hệ thứ hai được lấy cảm hứng rất nhiều từ người đàn anh 1290 Super Duke R. Ấn tượng nhất là phần đầu đèn thiết kế chẻ đôi với 3 tầng bóng led được bọc quanh bởi hai dải đèn Demi Daylight bắt mắt. Kính gió thì vuốt nhọn và kéo dài ra phía trước càng tăng thêm phần sắc sảo và hầm hố. Thân xe được tối giản hóa các chi tiết nhựa để lộ ra gần như toàn bộ khung sườn mắt cáo, vốn là một đặc trưng của nhà KTM. Phần đuôi được vuốt thẳng lên, tổng thể tạo ra một cái vẻ ngoài rất máu chiến, rất thể thao và hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống ống xả của xe cũng đã sử dụng lon rời, chứ không còn là dạng đút gầm như trên phiên bản cũ. Tuy nhiên, cổ xả của xe vẫn tiếp tục được uốn vòng qua nòng xi lanh rồi mới đi xuống dưới bộ lọc khí thải và lon bô giảm thân, khiến cho hơi nóng phả vào chân của người điều khiển gây cảm giác khó chịu. Về trang bị, có thể nói nổi bật nhất của KTM Duke 390 là cái màn hình đồng hồ phun điện tử TFT hiển thị màu, có thiết kế và giao diện mình đánh giá là đẹp nhất trong phân khúc, có thể kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth. Chưa kể, để thao tác cho cái màn hình này, chúng ta sẽ có một cái hệ nút bấm tương đối xịn sò trên cùng tay trái, chứ không phải chỉ là một hai nút bấm nhỏ gắn vào màn hình như ở trên những mẫu xe khác. Bên cạnh đó, Duke 390 cũng được trang bị phụ trước upside down đường kính 43mm, có hệ thống đèn full led, bướm ga điện tử và đặc biệt là phân ABS có thể tùy chỉnh 3 chế độ vận hành là off, auto và super moto. Off thì chúng ta sẽ tắt ABS cho cả hai bánh, auto là bật ABS cho cả hai bánh và super moto thì chỉ tắt ABS cho bánh sau để chúng ta có thể thực hiện các thao tác như là trượt hay rip đuôi xe. Về sức mạnh, KTM Duke 390 được trang bị khối động cơ xi lanh đơn 373,2cc DOHC tạo ra công suất cực đại đạt 44 mã lực tại 9.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 37 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Đi cùng với hộp số 6 cấp có trang bị nồi chống khóa bánh sau khi dồn số gấp. Nước đè luôn là thương hiệu của KTM và Duke 390 vẫn thể hiện điều đó rất rõ ràng. Thực tế trải nghiệm thì thiết kế gọn gàng, cảm giác ngồi thoải mái, góc đế lái rộng và nước đè lân lẹ giúp mang lại một trải nghiệm lái linh hoạt và phấn khích. Theo mình, đây chắc chắn là mẫu xe đi phố tuyệt vời nhất trong phân khúc. Tóm lại, KTM Duke 390 sẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những bạn yêu thích một mẫu xe có thiết kế đẹp mắt, trang bị hàng đầu trong phân khúc và đặc biệt là khối động cơ một xi lanh mang lại cảm giác lái cũng như trải nghiệm sử dụng khác biệt thiên về nước đề. Vậy nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn KTM Duke 390 hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye bye.